Thưa quý vị, thưa bà con, ở những vùng đất đỏ ba gian của miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, cây sầu riêng cho trái ngon chẳng thua kém các vùng đất màu mỡ của đồng bằng sông Cửu Long. Đặc tính thích ẩm, không chịu ngập úng, ưa nóng, ẩm mưa nhiều khiến cho cây sinh trưởng phát triển tốt. Dù vậy, bước vào giai đoạn cây chuẩn bị làm bông, nhà vườn cần phải chú ý kỹ thuật gì để cây ra bông tốt? Nội dung này sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Miền Đông Nam Bộ, thời điểm cuối tháng 11, những cơn mưa nặng hạt vẫn xuất hiện nhiều. Mưa kéo dài khiến cho nhà vườn trồng sầu riêng thêm nóng ruột, bởi ngay lúc cây sầu riêng làm bông, gặp mưa là điều rất bất lợi. Và dù khá lo lắng, ông Lê Thành Viễn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước vẫn giữ lòng tin vào vườn cây đương đơm những mầm bông rất khỏe của vườn nhà. Bởi lẽ, ngay sau khi thu hoạch trái của vụ trước, ông đã chăm chút thực hiện rất kỹ các bước cần thiết để vườn cây đủ sức đảm đương vai trò ra bông tốt, đậu trái sai ở mùa vụ mới này. Cái yêu cầu của cái thằng sầu riêng, nó càng khô hàng bao nhiêu thì cái độ nảy mầm của nó càng cao. Còn mưa thì nó gọi là 50-50 rồi. Vậy là không thể nào là mình xác định được, giống như chẳng hạn giống như những cái cây này. Còn mưa bão này kia nữa thì cái mầm này chưa chắc gọi là mầm đẹp. Cái thời tiết năm nay á, mà tùy theo vùng, ví dụ mưa mà mưa cục bộ á, có vùng á, thì mưa rất là nhiều. Mà kiểu cái điểm ở cái tôi đang đứng đấy thì mưa cũng có mưa nhưng mà mưa nhỏ. Theo như tỷ lệ mưa thì chưa được cái gì gọi là ảnh hưởng, chưa được. Nó không bị ảnh hưởng. Còn những cái vùng mà gọi là cục bộ mưa lớn giống như ở trong cái chỗ mà lọc qua ma đa ma đồ của trong kia thì mưa xối xả như thế thì bông sợ, bông là sợ. Rồi cái cây của mình đấy mình làm bông trễ hơn so với người khác. Đó. Thì nó bây giờ nó mới hình thành nụ như thế này, chứ còn người ta đi bông quả nó nhiều rồi thì nó sẽ hư. Theo các nhà khoa học, cây sầu riêng vốn ra bông mang trái trên thân và cành. Vì vậy, ngay sau thu hoạch, nhà vườn cần tỉa cành, cắt bỏ cành khô, cành bị sâu bệnh, ốm yếu, bị che khuất trong tán và những cành mọc không đúng vị trí. Bón phân giai đoạn sau thu hoạch rất quan trọng để cây hồi sức sau thời gian nuôi trái và cũng là tiền đề để chuẩn bị cho đợt ra hoa tiếp theo. Nhà vườn chú ý sử dụng phân đầu trâu AT1 để bón với liều lượng 1,5 đến 2,5 kg một cây tùy theo tuổi. Giai đoạn này cũng cần chú trọng hữu cơ cho cây, bón hữu cơ hoai mục hay hữu cơ đầu trâu organic đa dụng. Khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cây sầu riêng ra bông, rất cần quản lý dinh dưỡng thật tốt. Theo đó, khoảng 1 tháng trước khi kích thích ra bông để giúp những lá đang phát triển mau trưởng thành, không cho chồi mới mọc ra thêm, gây cạnh tranh dinh dưỡng và cũng để kích thích sự phân hóa mầm bông. Nhà vườn sử dụng phân đầu trâu AT2 để bón với liều lượng từ 1,5 đến 2,5 kg một cây tùy theo tuổi. Tiếp theo là tạo khô hạn cho cây ra hoa. Theo đó, khi cây ra được 2-3 lần đọt, lúc đọt lần cuối có màu xanh đậm, khoảng 8-9 tuần tuổi. Thời gian tạo khô hạn lâu hay mau tùy theo loại đất và thời tiết. Khi ẩm độ đất xuống dưới 30%, cây mới ra mầm bông. Với vùng Đông Nam Bộ, một vài nơi mưa có thể kéo dài đến hết tháng 12, thậm chí tháng Giêng năm sau. Vì vậy, nhà vườn có thể đậy bạc để ứng phó với tình hình này. Chú ý, mặc dù sầu riêng cần giai đoạn khô hạn để ra bông, nhưng nếu đất quá khô và cây bắt đầu héo mà vẫn chưa nhú mầm bông, thì cần phải tưới nước cho cây một lần, không để cây chết. Cắt bỏ tất cả các bông ra trước và sau giai đoạn khô hạn để có các trái cùng cỡ và chín tập trung sau này. Ngoài ra, sau thời gian tạo stress khô hạn, khi tưới nước lại có thể làm giảm pH đất, gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và quá trình làm bông của cây sầu riêng. Vì vậy, bà con nên kiểm tra pH đất, nếu pH xuống dưới 6.5 thì cần bón vôi hay phân đầu trâu mặn phèn để nâng pH lên. Riêng việc phun paclobutrazol cho cây ra bông, bà con có thể phun paclobutrazol có nồng độ dao động trong khoảng 1.000 đến 1.500 ppm tùy theo giống. Để cây ra hoa nhiều có thể kết hợp hai biện pháp phun paclobutrazol và tạo khô hạn cùng lúc. Nếu mà nói về cái kỹ thuật làm bông này á, thì quan trọng nhất là cái khâu là cắt cành tỉa lá trước. Nhưng mà cái cắt cành tỉa lá này mình phải chú đáo ngay từ khi vụ trước, vụ ra sau khi thu hoạch vụ trước. Rồi bắt đầu mình mới đi được hai cái cới đọt á, là tính tới cái thời điểm lá mà vừa lụa thì bắt đầu mình sẽ xử lý nó. Bước đầu xử lý gốc của nó là mình cho nó ăn lân và kali. Rồi khi mình nhìn cái nhìn lá trên á, mà mình thấy tương đối ổn định thì bắt đầu mình sẽ dùng phân bón lá. Thành phần của nó là kali nó cao lên á, để mình chần đựng những cái đọt lá này, nó không cho nó phát triển, tức nó dồn mầm về ở trong. Mình đi xong một cái đợt phân bón lá, hàm lá xong bắt đầu mình đi tạo mầm. Mình tạo mầm rồi mình theo dõi nó. Tới cái thời điểm nào mà lá cứng đẹp thì mình tiếp tục cho nó tạo mầm tiếp. Mà khi mắc cua vừa lũ thế này, giống như thời điểm này thì canh cỡ tầm mắc cua nó ra cỡ tầm 1,5 phân tới 2 phân. Lúc đó mình lại tiếp tục kích cho nó mầm bông nó bung đều đặn. Việc tưới nước giai đoạn cây sầu riêng bắt đầu ra bông được các nhà khoa học đặc biệt lưu ý tới bà con. Theo đó, khi mầm hoa nhú ra khoảng 3-4 phân thì tưới nước cho cây. Không tưới quá sớm khi mầm hoa mới nhú. Nước cần được tưới với lưu lượng thấp. Tưới chậm từ ngoài vào trong cho đến khi có nước tràn trên mặt đất. Ưu tiên tưới theo hình chiếu của tán trước vì vùng này có nhiều rễ lông hút. Lần tưới tiếp theo là khi lớp đất mặt khô. Không tưới quá nhiều nước một lần vì sẽ làm cây bị sốc. Một tuần trước khi hoa nở phải giảm 2/3 lượng nước của mỗi lần tưới để giúp thụ phấn được tốt. Vì hạt phấn sẽ chết nếu cây có quá nhiều nước lúc nở hoa. Khi bông đang phát triển, ở giai đoạn này sử dụng phân bón lá để cung cấp dinh dưỡng cho cây. Không nên dùng phân bón gốc vì dễ làm cây ra lá non sẽ cạnh tranh dinh dưỡng, khiến hoa nhỏ và ảnh hưởng đến giai đoạn phát triển trái. Nên phun phân bón lá 20-20-20-TE hay đầu trâu MK lân và bo khi nhú mầm bông. Lưu ý số lượng bông và chùm bông trên cây sầu riêng rất nhiều. Cần tỉa bỏ bớt những chùm ốm yếu bị sâu bệnh ở ngoài ngọn cành hay những chùm quá gần nhau để phân bổ dinh dưỡng nuôi quả. Chọn những chùm cuốn to trên cành lớn mạnh khỏe giữ lại. Công đoạn tỉa bông nên được tiến hành khi bông đã ra ổn định và phải kết thúc khoảng 1 tháng trước khi bông nở. Thưa quý vị và bà con, để sầu riêng ra bông được tốt, không phải đợi đến khi chuẩn bị cho cây ra bông mới chăm bón, mà phải bắt đầu từ lúc sau khi thu hoạch để cây mạnh khỏe. Và quan trọng là nhà vườn cần phải nắm rõ sinh lý của cây để áp dụng kỹ thuật làm bông hiệu quả. Nội dung này sẽ được gửi đến quý vị và bà con trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Ở miền Đông Nam Bộ nó cũng có cái chỗ này, những cái đợt, những cơn mưa mà cuối mùa nhiều khi nó hơi kéo dài, có thể qua tới cuối tháng 12, qua tháng Giêng vẫn còn có những cái cơn mưa muộn. Nên năm vừa rồi thì một số sầu riêng của bà con mình nó cũng bị rơi vô cái tình trạng là mình đang tạo cái stress, nhưng mà có mưa xuống thì như vậy là rõ ràng là stress khô hạn nó sẽ không xảy ra. Thì lúc đó là cái việc ra bông của sầu riêng nó rất là lọt sọt. Nên ở trong cái trường hợp như thế này thì tôi cũng khuyến cáo bà con mình, nếu mà thấy rằng không yên tâm, sợ những cái đợt mưa, những cơn mưa mà cuối mùa nó sẽ can thiệp vô cái việc chúng ta tạo stress khô hạn, thì bà con mình cần phải đậy mũ, có nghĩa là đậy mũ cao su ở trên cái mặt clip như trong cái hình mà ở trên màn hình bà con thấy đó. Thì như vậy chúng ta cũng đảm bảo rằng là trong cái trường hợp mà có những cái cơn mưa mà trái mùa, nó cũng không can thiệp vô trong cái việc mà chúng ta tạo cái stress khô hạn cho cái cây sầu riêng. Trong những cái trường hợp mà bà con tạo cái stress khô hạn nhưng mà cái sầu riêng của mình nó ra hoa không được như ý muốn, có nghĩa là nhiều khi cái stress khô hạn nó không có đủ để tạo ra một cái cú sốc, thì bà con mình có thể là phun thêm một cái chất nó gọi là paclobutrazol. Thì cái chất này khi được phun lên trên lá thì nó sẽ ức chế làm cho cái cây nó ngừng tăng trưởng, cũng có nghĩa là bổ sung thêm một cái cú sốc nữa làm cho cây nó ngừng tăng trưởng lại, để cái việc ra, nghĩa là tạo cái mầm bông nó được tốt. Trong cái vấn đề sử dụng paclobutrazol thì tôi có một cái đề nghị bà con là như thế này. Bởi vì cái chất này khi mà nếu như bà con phun lên bên trên lá mà nó rớt xuống đất thì cái thời gian lưu tồn ở trong đất của nó khá là lâu, có thể là hàng năm trời, có thể là 2 năm, 3 năm. Mà nếu như mà mỗi năm chúng ta xử lý paclobutrazol này rồi nó rớt vào trong đất, rồi nó tích lũy lại ở trong đó, mà cái chất này nó lại là một cái chất ức chế cái sự tăng trưởng của cây. Thì khi mà nó tích lũy được, sau nhiều năm nó tích lũy đủ một cái lượng lớn rồi đó, thì lúc đó cái cây sầu riêng của mình nó sẽ chậm tăng trưởng. Dù do cái cây nó lớn rồi á, thì chậm tăng trưởng ở đây tức nghĩa là bà con làm cái cơi đọt. Những năm sau bà con làm cái cơi đọt hả, nó lại chậm ra lá. Cái cơi đọt của nó không có được ra nhiều cơi như là mình mong muốn. Nên á, trước khi bà con mình phun paclobutrazol thì bà con mình đậy mũ ở bên dưới, phun cái cây nào thì chúng ta kéo cái mũ cao su á, ni lông đó, bà con trải lên trên cái mặt đất ở chung quanh của cái tán của cái cây đó. Khi mà bà con phun cho cây khác thì bà con có thể di chuyển cái mũ cao su, cái ni lông đó qua cái cây khác, thì như vậy nó sẽ an toàn hơn. Và trong cái thời gian mà bà con xử lý cho cái sầu riêng ra mầm bông như thế này đó, thì tôi đề nghị bà con chú ý là lúc này đừng có cung cấp thêm cái chất đạm cho cái cây sầu riêng. Bởi vì nếu mà cung cấp đạm cho sầu riêng á, thì cái việc mà tạo cái mầm bông nó sẽ gặp khó khăn. Bởi vì lúc đó có thể là có đạm nên nó tạo ra cái mầm lá, tức là lúc đó nó lại ra cái cơi đọt mà nó không có tạo ra cái mầm bông để mà ra bông sau này. Còn nếu như bà con có thể thì cung cấp thêm cái chất lân thì được. Bởi vì cái chất lân á, nó sẽ hỗ trợ cho cái việc kích thích để mà phân hóa cái mầm bông, nên nó có lợi cho cái việc là tạo ra cái mầm bông. Nhưng mà đạm thì ngược lại. Đấy là cái mà chúng tôi lưu ý với bà con. Thì sau khi mà bà con đã qua một cái giai đoạn mà kích thích cho cái sầu riêng để mà phân hóa cái mầm bông rồi, thì bây giờ bà con tiến tới cái chỗ là bà con thúc đẩy cho cái bông này nó phát triển. Lúc này thì có nghĩa là cái mầm bông nó đã được tượng ra rồi, thì bà con phải thúc đẩy cho nó phát triển lên. Mà để cho cái mầm bông nó phát triển được tốt thì bà con mình phải cung cấp cái dưỡng chất khoáng đủ loại, tức là đạm, lân, kali, canxi, magie này kia đó, mình phải cung cấp đầy đủ và cân đối. Và nhất là bà con có thể là bổ trợ thêm lân, kali và cái chất bo. Cái bo này cũng rất là quan trọng để sau này khi mà cái sầu riêng mà cái hoa nó nở hoa đó, thì cái việc thụ phấn, thụ tinh nó cũng được tốt. Tiếp sau khi cung cấp các cái dưỡng chất khoáng này thì bà con phải tưới nước, đủ nước để cho cái cây nó mới hấp thụ được nước và đồng thời nó hấp thụ được các cái dưỡng chất khoáng này, và lúc đó cái sự quang hợp ở bên trên nó cũng diễn ra, nó được tốt hơn. Có nghĩa là có nước rồi thì cái sự quang hợp nó sẽ tốt, và cái rễ nó cũng sẽ hút được các cái dưỡng chất. Nên bà con nhớ rằng cái vấn đề tưới nước đầy đủ trở lại thì rất là quan trọng. Nhưng mà cái chỗ này tôi xin mở ngoặt, lúc này thì mình tưới nước đầy đủ, nhưng mà khi mà cái hoa của cái sầu riêng nó đã ra rồi và bắt đầu mà nó nở ra để mà nó tung phấn á, thì lúc đó trước đó một tuần bà con mình phải giảm cái lượng nước tưới xuống còn khoảng 1/3 so với bình thường. Cái nhịp độ tưới thì cũng vậy, có nghĩa là chẳng hạn như bà con thấy là 2-3 ngày bà con tưới một lần thì vẫn 2-3 ngày tưới một lần, nhưng mà cái lượng tưới mỗi một lần như giảm xuống 1/3. Bởi vì trước khi sầu riêng mà cái hoa của nó mà nở ra để mà tung phấn đó, mà bà con trong đất có quá nhiều nước, có nghĩa là tưới quá nhiều nước, thì lúc đó cái hạt phấn của nó sẽ bị tổn thương và cái việc thụ tinh nó sẽ gặp khó khăn. Có nghĩa là lúc đó là bông nhiều nhưng mà rồi không có đậu trái. Thì lúc đó cái lý do là do bà con mình không có giảm nước tưới trước khi cái hoa sầu riêng nó nở khoảng một tuần.